sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Falls in love, we'll let her go, and I won't go down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, we'll have it all you. You look so beautiful.
Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Hướng về một mái ấm mãi về sau.
ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau. We'll be right back.
ngập trong kẽ lá, đàn chim vui ca mừng duyên mới. Về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo, mùa cưới đan vào mùa.
xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương, ta nâng ly mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi tơ duyên bền lâu. Tổ ấm ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân. Này xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo. Mùa tươi đang vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương, ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha, ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui,
lội dù cho những lúc giá rét, dù đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Em mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao dịu kỳ. Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình, hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương. Là đôi cánh chim nâng anh bay cùng cuộc đời, là nơi ấm êm anh tìm trong cơn bão. Vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét, dù đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Em mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao dịu kỳ. Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình, hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương. Là nơi ấm êm anh tìm trong cơn bão tố. Anh sẵn cánh tay đón lấy em vào lòng, đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào. Anh lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây tràn dâng. Nguyện đi với em suốt con đường đời, dù cho có cả
tình đời loan phụng hòa mình.
ngày vui hạnh phúc có em và có anh bên nhau, ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Xin
Và đặc biệt là có ông Trân là bố đẻ của cháu Thành cũng trực tiếp đi đón con dâu của mình. Kính thưa các cụ, các bà, các bác, anh, các chị và các vị quý khách của quan họ nhà trai và quan họ nhà gái. Như vậy là được sự quan tâm của hai gia đình và của hai họ đã tạo điều kiện cho cháu Thành và cháu Xuân tìm hiểu yêu thương nhau. Hai cháu đã có những năm tháng tìm hiểu yêu thương nhau, cháu đã tâm đầu ý hợp, đã có sự hòa hợp hoàn hảo, đã nguyện kết duyên vợ chồng. Vì vậy mà các cháu đã báo cáo với tổ chức và gia đình. Về phía tổ chức thì đã được chính quyền địa phương công nhận đăng ký kết hôn. Thế và về gia đình thì từ mấy tháng nay cũng đã từng bước làm các thủ tục về lễ nghi, phong tục tập quán tốt đẹp của Việt Nam và của địa phương để chuẩn bị cho lễ cưới. Thì ngay ngày hôm qua thì đã có cái lễ là dân cưới, và ngày hôm nay là tổ chức là lễ cưới cho các cháu. Và hôm nay thì để chuẩn bị cái lễ cưới này, hai gia đình cũng đã xem giờ để chúc phúc cho các cháu rất là chu đáo. Thế là cũng đã đến giờ là đón dâu. Vì vậy mà tôi xin phép với cụ Phương, rồi cụ Hà, cụ Tuyết và ông bà Thảo Hiền và họ nhà gái cho phép cháu Thành là được vào trao hoa cưới cho cháu Xuân và đón cháu Xuân về là vợ của mình và về là con dâu của ông bà Dung Trân và cháu dâu của họ nhà trai chúng tôi. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà của quan viên họ nhà gái, cháu hôm nay là được sự nhất trí của các cụ ông, các cụ bà của họ nhà gái. Cháu là anh của chú Thảo, là bác của cháu Xuân. Thế thì xin được giới thiệu thế này thì quan viên họ nhà gái cũng rất là nhất trí và rất là cảm ơn quan viên họ nhà trai dưới nhà hôm nay đã có một ngày lành tháng tốt để mà lên xin cháu Xuân trên này để về làm dâu làm con với nhà. Thế thì quan viên các cụ các ông các bà của họ nhà gái của cháu là xin nhất trí. Và cháu xin thay mặt giới thiệu của quan viên họ nhà gái của cháu là có cụ Khang là anh của cụ Phương. Xin mời cụ đứng lên đấy. Ông nội của cháu Xuân là cụ Phương, xin mời cụ ạ. Và về đằng ông ngoại bà ngoại tức là cụ Hà cháu, xin mời hai cụ ạ. Về phần em ruột của cụ Phương cháu là có ông bà An là em ruột của Phương cháu. Thế thì quan viên họ nhà gái chúng cháu là xin nhất trí các cụ các ông các bà dưới nhà đã xin cháu dâu về làm dâu làm con. Thế thì cháu được sự nhất trí và ủy quyền của cụ trong trên này và cháu xin thay mặt ông bà Thảo Hiền là xin có một lời cảm ơn các cụ các ông các bà của họ nhà trai dưới nhà. Mời đầu tiên là mời các cụ các ông các bà là ăn dầu uống nước để mừng cho hai cháu có một sự lên duyên vợ chồng hôm nay, là cũng nhờ là coi như là tổ tiên chúng ta đã gắn bó từ xưa đến nay để cho các cháu Thành và cháu Xuân lên được duyên vợ chồng. Là xin đầu tiên là cảm ơn tổ tiên và cảm ơn các cụ các ông các bà dưới nhà đã thương yêu cháu. Giờ phút này nhà gái công nhận cháu Thành là rể Thảo của họ nhà trai và xin là sẽ trao cháu Xuân về làm dâu hiền với nhà. Thế thì một lời ngắn gọn nhất, các cháu bây giờ vẫn là trẻ người non dạ, thôi thì học thì cũng có thể là cao nhưng mà ý thức thì có khi chưa cao, cho nên thì thôi thì về với nhà khôn thì các cụ các ông các bà ban các cháu thêm, mà dạy thì lại cũng lại càng phải bảo ban các cháu nhiều để cho các cháu để có một cái sự thành đạt hạnh phúc trăm năm
mà đến khi coi như là đầu bạc răng nông, đông đàn dài lũ, không có một sự nào mà để xô sát vợ chồng, để cho ông bà nội, ông bà ngoại, rồi các cụ, rồi bố mẹ là yên tâm để mừng cho cuộc hạnh phúc ngày hôm nay. Thế thì coi như là bác chỉ mong là hai con được trọn vẹn như thế. Xin kính chúc các cụ một lần nữa là mời các cụ ăn dầu uống nước và mừng cho các cháu được một sự hạnh phúc tuyệt vời hoàn hảo. Con xin mời các cụ uống nước ăn dầu. Lời phát biểu là tốt đẹp của ông thay mặt cho quan họ nhà gái đã có ý kiến với quan họ nhà trai chúng tôi. Và quan họ nhà trai chúng tôi thì cũng xin được tiếp nhận những cái lời phát biểu của ông để sau này thì về cháu Xuân về làm dâu, làm con của ông bà Dung Trân và làm cháu dâu của họ nhà trai chúng tôi sẽ tiếp tục là cùng để giáo dục và tiếp tục là giải uốn nắn, tiếp tục là giáo dục thêm để cho cháu là hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Thế và bây giờ thì xin phép các cụ công các bà của họ nhà gái là cho cháu Thành vào trao hoa cưới và đón cháu Xuân ra làm lễ tổ tiên chuẩn bị về đưa cháu Xuân về nhà chồng. Vầng trăng đó chưa lấp lánh sáng soi tình đôi ta bên nhau, tình yêu đó sẽ mãi sáng sáng hơn vầng dương nơi tinh cầu. Là tình yêu anh trao em, là tình yêu ta trao nhau, người yêu ơi. Nàng đẹp dịu dàng tựa ngàn sao trong đêm lung linh, để lòng dặn đời chợt bừng nắng mai trong muôn bề. Và tình là thế, từng ngày lặng lẽ trôi qua màu. Một ngày tình cờ mình gặp nhau những sao thân quen, và rồi tình cờ mình đã thấy nhau trong cuộc đời. Và người đã đến, và tình đã đến trong yêu thương. Vầng trăng đó chiều lấp lánh sáng soi tình đôi ta bên nhau, tình yêu đó sẽ mãi sáng sáng hơn vầng dương nơi tinh cầu. Là tình yêu anh trao em, là tình yêu ta trao nhau, người yêu ơi. Anh đã biết ánh mắt đó sáng soi tình anh trong đêm thâu, anh đã biết những ấm áp mang đến cho anh những nguyện cầu. Vừa có cho ta bên nhau, vừa có cho tay trong tay đem yêu thương cùng đắp xây nên bao phép màu. Yeah. Trong đêm tình cờ anh gặp em trên khu phố, em đắm xinh như nàng tiên cho lòng anh thêm ngất ngây, cho lòng anh thêm đắm say. Yêu từ lâu nên sẽ sâu cứ lần lần, yêu từ lâu nên tình yêu sẽ nhẹ nhàng. Yeah. Chị và các vị quý khách của họ trai họ gái trong cái buổi lễ thành hôn của cháu Thành và cháu Xuân hôm nay rất là vui. Thì cụ Quảng là họ trai chúng tôi ít hôm này ngày nữa là sang năm 2010 là tròn 80 tuổi. Cũng còn rất khỏe mạnh, minh mẫn, có bài thơ để tặng cho các cháu, để tặng cho lễ cưới của cháu hôm nay. Xin mời các quả. Chúng ta chuẩn bị là trước bây giờ thanh niên và trọng đại của hai cháu, thì tôi cũng xin có mấy phần thơ để mừng hạnh phúc cho các cháu. Sao? Chào mừng bố họ nhà ta trong bầu không khí trẻ già vui tươi. Thành Xuân duyên dáng tuyệt vời, vườn hoa giống quý nảy chồi đâm bông. Thành như một đóa hoa hồng, mà Xuân như mai trắng ươm trong một vườn.
hai vợ chồng đứng cạnh nhau một cặp uyên ương như bồ câu trắng thân thương suốt đời, hai vợ chồng mối tình tuyệt mỹ nửa đôi, duyên nồng nghĩa thắm ngời ngời công danh, hai cháu hạnh phúc trưởng thành nhờ công dưỡng dục sinh thành mẹ cha, làm tròn nghĩa nước tình nhà, kính yêu cha mẹ ông bà anh em, kính trọng nội ngoại đôi bên, sao cho xứng đáng rể hiền dâu ngoan, một nhà hạnh phúc chứa chan, mùa đông năm tới bé ngoan ra đời, vườn xuân mãi mãi thắm tươi, chúc cho hai cháu suốt đời hồn nhiên, chúc cho quan họ đôi bên sống lâu trăm tuổi vững bền sắc xuân, chúc cho hai cháu một lần nữa trăm năm hạnh phúc trăm năm duyên đẹp. Thì cuối cùng là xin hồi hôn nên là chào mọi người. Là vì một ngày lành và một tháng tốt và lại phải có một giờ đẹp, cho nên thời gian rất là cần thiết. Thế thì xin cảm ơn cô một lần nữa, có một bài thơ chúc cho các cháu thật là hết ý. Thế thì hôm nay thì là coi như đến giờ phút này thì là xin mời cô dâu chú rể vào để ông bà ngoại và bố mẹ cháu, tức là ông Thảo và Thảo Hiền, là có coi như là ông nội cháu nữa. Thế thì là để các cụ thì là hai ông bà thì là có tìm vốn phát vốn cho cháu đấy, rồi dặn dò các cháu về để trong một cuộc sống thật là êm đẹp và hạnh phúc. Về làm dâu các cụ, tôi là bà ngoại, tôi gọi nhà ăn một tí con cháu. Không phải phân biệt mọi người gái. Hôm nay là ngày thành tốt, không phải là thành của đồng xuân, chính thức là thành của chồng. Chồng của em xin cảm ơn tất cả các cụ, không các bà và hai gia đình cả coi như lo các hạnh phúc cho hai cháu. Vợ chồng tôi xin phép các cụ không các bà coi như là dặn dò các cháu và đi cho cha cho các cháu một món quà để cho các cháu hạnh phúc trọn đời. Để xin phép các cụ. Coi như là hai nhà đã là như một. Thế thì cháu xin thay mặt các cụ nhà cháu và ông bà Hiền Thảo thế này một lời chân thật nhất là xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, các ông, bà, cô, dì, chú, bác, bạn bè của chú rể là một ngày hôm nay là mừng cho cháu, hai cháu là một ngày hạnh phúc, một ngày tốt đẹp nhất trong cuộc đời của hai cháu. Xin kính chúc các cụ, các ông, các bà chơi dầu uống nước và một lời chúc sức khỏe với các cụ, các ông, các bà là mạnh khỏe, khỏe nữa và khỏe mãi để trông lo bảo ban cho hai con, hai cháu làm ăn thành đạt. Đến khi nào mà coi như là yên ổn với là yên tâm đấy, thì xin mời các cụ công các bà là uống nước ạ. Bây giờ tôi xin thay mặt cho ban họ trai xin cảm ơn những lời phát biểu tâm huyết và chân thành của ông đại diện quan họ nhà gái. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, anh, các chị và các vị quý khách của họ nhà trai, họ nhà gái. Chúng ta vừa chứng kiến những tình cảm là thật sâu đậm và hết sức là cảm động
của gia đình ấy là cụ Phương, cụ Hà, cụ Tuyết và ông bà Thảo Hiền đối với cháu Xuân và cháu Thành. Tôi nghĩ rằng ấy là gia đình ông bà Trân và bà Dung và hỏi trai chúng tôi cũng hết sức cảm ơn các cụ công các bà và ông bà Thảo và bà Hiền đã sinh thành ra cháu Xuân để cháu Thành nhà chúng tôi được yêu thương và được cái là kết duyên vợ chồng. Thế và cái tình cảm sâu nặng đấy thì các cháu sẽ, tôi nghĩ rằng các cháu sẽ phải ghi nhớ vào trong tâm khảm của mình để phấn đấu trong suốt cuộc đời về công lao của ông bà, của bố mẹ. Cụ Nguyễn Trãi, danh nhân văn hóa đất Việt, danh nhân văn hóa thế giới, có thơ rằng: ba năm bú mớm có thơ, kể công cha mẹ biết cơ người nào, chữ rằng xính ngũ củ nao, biển sâu khôn ví, trời cao khôn bì. Mới chỉ 3 năm đầu đời thôi mà đã được ví như, cụ Nguyễn Trãi đã ví là công lao của bố mẹ như trời như biển. Vì vậy mà hơn 20 năm nuôi dưỡng, sinh thành nuôi dưỡng là cháu Xuân để trưởng thành và cháu Thành được yêu thương để lấy làm vợ, thì cái việc này là các cháu phải là biết được công lao trời biển của bố mẹ như nào để phấn đấu là vươn lên trong cuộc sống. Và tôi cũng xin chúc là các cháu là luôn luôn mạnh khỏe và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong cuộc sống để xứng đáng là con của ông bà, là cháu của ông bà và là con của ông bà Thảo Hiền và ông bà Dung Trân. Thay mặt cho quan họ nhà trai xin chân thành cảm ơn các cụ công, các bà, các bác, anh chị của quan họ nhà gái. Cụ là đón cháu Xuân về nhà chồng. Thế và cái thời gian thì như vậy là làm sao phải về trước cái là 15 giờ là 30 phút. Thì bây giờ cũng đã là 15 giờ 5 phút rồi, thì cho phép toàn con dâu và thằng trai của tôi là xin được là đón cháu về nhà chồng. Và xin kính mời là các cụ công, các bà, các bác, anh, các chị, các vị quý khách, quan họ nhà gái cùng với đoàn con họ trai của tôi là đưa cháu Xuân về nhà chồng. Ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tình yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm và tiếng cười sẽ tha ta từng ngày. Mai đây khi nắng lên, ta nắm tay bước trên đường dài, đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm và tiếng cười sẽ theo ta từng lên hỏi sao trên trời, sao lâu lay sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tình yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong
sang trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Mai đây khi nắng lên, ta nắm tay bước trên đường dài, đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua. Sẽ là đến với những tia nắng hồng ấm áp và đem đến sinh sôi cho vạn vật. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể quan viên họ, các cụ ta có đôi trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, hàng năm cứ mỗi độ đông thật. Kính thưa quý vị, hàng năm cứ mỗi độ đông về, chính những cái xe lạnh của từng làn gió, những hạt mưa lâm thâm đó đã để giúp cho các trái tim yêu của chúng ta xích lại gần nhau hơn. Và chính bởi vậy, ngày hôm nay chúng ta cùng tập trung về đây để chứng kiến lễ hành hôn kết quả của mình. Của đâu đấy? Không cho nó kết quả đâu. Phản đối. Kết quả chưa quay, chưa về. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể quan viên hai họ,
có câu yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, một ngày không đến thì sao hãi thành. Rất sao chuyến lòng đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, trải qua một quá trình tìm hiểu rất lâu dài, hai trái tim yêu rực lửa trong anh Sĩ Thành và chị Thanh Xuân dường như đã hòa chung nhịp đập. Và ngày hôm nay họ đã cảm giác thấy không thể còn sống xa cách nhau thêm một ngày nào nữa. Và rồi họ đã quyết định đến với nhau, cùng nhau đi tới một chân trời mới để xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể quan viên hai họ, hôm nay nhân dịp ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của chính quyền, được sự thống nhất giữa hai gia đình họ nhà trai và họ nhà gái, chúng ta cùng tập trung về đây để tổ chức lễ thành hôn cho anh Sĩ Thành và chị Thanh Xuân. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho anh Thành và chị Xuân mãi mãi trăm năm hạnh phúc. Kính thưa quý vị, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hai họ xơ chầu, uống nước, hút thuốc để mừng duyên cho anh Sĩ Thành và chị Thanh Xuân. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đây, trong không khí hết sức trang trọng này, trước sự chứng kiến của toàn thể hội hôn, anh Sĩ Thành và chị Thanh Xuân đã chính thức lên vợ thành chồng. Vâng, và để ghi nhận sự kiện này, sau đây ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho họ nhà gái lên có đôi lời phát biểu trước toàn thể hội hôn và trao dâu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng cô dì chú bác của bên họ nhà gái, xin lỗi, bên họ nhà trai, hôm nay cháu được thay mặt bên họ nhà gái, giờ phút này là một giờ phút thật là tốt đẹp và thiêng liêng. Hôm nay quan họ nhà gái xin để mừng cho cuộc hội hôn của hai cháu Thành và Xuân có một ngày rất là tốt đẹp, và chúc cho các cháu có một ngày trăm năm hạnh phúc dài lâu. Và quan họ nhà gái chúng cháu xin là sẽ giao cháu Xuân ở là con là cháu trên nhà, xin giao cho họ nhà trai. Từ giờ phút này cháu đích thực là dâu, là con của cụ và ông bà Dung Chân ở dưới nhà. Xin có một lời kính chúc các cụ, các ông, các bà xin nhận dâu ạ. Vâng, các cụ, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của vị đại diện cho quan viên họ nhà gái. Và để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho quan viên họ nhà trai lên có đôi lời phát biểu trước toàn thể hội hôn và nhận dâu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, công, các bà, các bác, anh, các chị và các vị quý khách của họ nhà trai và họ nhà gái, được sự ủy quyền của quý của ông Trân và bà Dung và họ nhà trai, tôi xin thay mặt cho gia đình và họ nhà trai tôi xin có một số ý kiến phát biểu trong buổi lễ thành hôn của cháu Thành và cháu Xuân hôm nay. Trước hết, cho phép tôi thay mặt cho gia đình và họ nhà trai xin được chân thành cảm ơn các cụ, công, bà, các bác, anh, các chị và các vị quý khách của họ nhà gái đã cùng với toàn đoàn dâu của nhà trai chúng tôi đưa cháu Xuân về nhà chồng. Xin kính chúc các cụ, công, các bà, các bác, anh, các chị và các vị khách quý của họ nhà trai và nhà gái luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và chúc cho cháu Thành và cháu Xuân trăm năm hạnh phúc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Kính thưa các cụ, công, các bà, các bác, anh, các chị và các vị khách quý của họ nhà trai và họ nhà gái trong buổi lễ thành hôn của cháu Xuân và cháu Thành ngày hôm nay, thì về dự cái buổi lễ thành hôn này, tôi cũng xin được phép giới thiệu về phía họ nhà trai chúng tôi thì có cụ quý là cụ
cụ thân sinh ra là bà Dung và là bà ngoại của cháu Thành. Đây là cụ Bảo và cụ Châu là chú ruột của cô ruột của ông Trân ở trong thành phố Hồ Chí Minh cách đây gần 2.000 km. Nên được tin được biết là cháu Thành tổ chức lễ cưới đã sắp xếp thời gian ra ngoài này dự lễ cưới của cháu Thành và cháu Xuân, và cùng với tất cả các cụ ông các bà các bác em các chị và bà con dân làng của thôn Nhân Hòa chúng tôi cũng đến dự lễ cưới của cháu Thành và cháu Xuân. Xin một hôn cho một tràng hóa tay để nhiệt liệt chúc mừng hạnh phúc của các bạn. Thay mặt cho gia đình và quan họ nhà trai thì tôi cũng xin được cảm ơn ý kiến phát biểu của ông đại diện cho bọn em nhà gái đã giao cháu Xuân về làm dâu con của ông bà Dung Trân và làm cháu dâu của họ nhà trai. Chúng tôi thấy rằng là công sinh hành nuôi dưỡng của ông bà Thảo Hiền đã sinh ra cháu Xuân là công lao rất là lớn, đã sinh thành nuôi dưỡng cháu trong suốt hơn 20 năm để cháu được cái là trưởng thành. Và mọi nhà trai chúng tôi thì thấy rằng là gia đình ông bà Dung Trân và mọi nhà trai chúng tôi cũng thấy rằng là rất là vui mừng, rất là phấn khởi và biết ơn gia đình ông bà Thảo Hiền đã sinh được cháu Xuân để trở thành nhà chúng tôi được yêu thương và được như là kết duyên vợ chồng. Về tình yêu thì như vậy là sự tâm đầu ý hợp và là sự hòa hợp hoàn hảo nhất của đứa tôi trong 5 tháng mà cháu Thành với cháu Xuân yêu thương nhau, được sự giúp đỡ của cả hai gia đình và hai họ. Hai cháu đã có sự tâm đầu ý hợp, có sự hòa hợp hoàn hảo và đã nguyện kết duyên vợ chồng. Thế và được sự đồng ý của chính quyền địa phương và của gia đình của hôm nay là hai gia đình và hai họ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Để cháu Thành được yêu thương cháu Xuân thì như vậy là cháu Xuân là cô giáo. Thế mà như vậy là cô giáo thì niềm vui của gia đình ông bà Dung Trân, từ niềm vui của họ nhà trai chúng tôi đơn giản là cô giáo là người mà dạy các thế hệ trẻ học nên người. Thế cho nên là rất là vui mừng, rất là phấn khởi. Ngày xưa cụ có câu là muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hai chữ thì yêu mẹ thầy. Chính vì thế mà cái việc mà ở chế độ xã hội chúng ta thì nghề nào cũng là nghề cao quý cả. Thế nhưng mà có cái nghề mà dạy học lớp trẻ để nên người, để cống hiến cho gia đình, cho xã hội, cho tổ quốc. Vì nghề đấy tôi thấy rằng là hết sức là cao quý và rất là mừng. Thế như vậy là có lẽ ý của ông đại diện cho nhà gái là nói rằng là cháu Xuân còn có những cái vấn đề gì trong cuộc sống, cuộc đời mà còn chưa được thật sự hoàn hảo, thì ông nhà trai chúng tôi sẽ và gia đình bà Trân sẽ tiếp tục là cùng với họ nhà gái để tiếp tục là giúp cho cháu phấn đấu hoàn thành tốt cái nhiệm vụ này, làm vợ này, làm mẹ này, làm con dâu, làm cháu dâu này. Thì như vậy chúng tôi sẽ hứa là sẽ tiếp tục là cùng với các cụ ông các bà của họ nhà gái để cùng với giúp cho cháu hoàn thành cái nhiệm vụ này. Và tôi tin rằng các cháu sẽ hoàn thành được nhiệm vụ vì sức trẻ cái tuổi trẻ 20 là tuổi như là gió đẩy diều lên. Nên là sẽ hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ này. Thì thay mặt cho gia đình ông bà Trân và họ nhà trai xin nhận cháu dâu và tin rằng cháu sẽ hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ này. Một lần nữa là xin kính chúc các bạn các anh chị và các vị khách quý của hai họ luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc cho cháu hạnh phúc.
Ông xin được trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu của vị đại diện cho ban viên họ nhà trai. Kính thưa các cụ, các bà, thưa toàn thể con viên hai họ. Vâng, và đó cũng chính là những tình cảm mà toàn thể các cụ, các bà cùng các bạn thanh niên nam nữ chúng ta ngồi đây muốn dành gửi tới cô dâu và chú rể. Chúng ta hãy cùng chúc cho anh Sĩ Thành và chị Thanh Xuân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Và đặc biệt, chúng ta hãy cùng chúc cho cô dâu và chú rể sớm sinh quý tử. Hai họ chúng ta đều đã nhìn thấy một nụ cười rất rạng rỡ và một nụ cười rất hạnh phúc trên đôi môi anh Thành và chị Thuân. Kính thưa quý vị, chúng tôi là những người làm cùng cơ quan với anh Thành. Có một lần thì tôi đã hỏi anh Thành rất là nhỏ như thế này: anh Thành ơi, anh làm thế bí quyết nào mà giúp anh lại chinh phục được một trái tim vừa xinh xắn, vừa duyên dáng, vừa đảm đang đến như vậy? Kính thưa quý vị, anh Thành có trả lời với tôi một câu nói rất giản dị như thế này: em ạ, chúng ta chỉ cần một trái tim, một khối óc, một tâm hồn dành chọn cho người yêu, như vậy là chúng ta đã dành được 80% rồi. Đó chính là một cái kinh nghiệm rất là lớn của anh Thành. Vâng, kính thưa quý vị, tôi lại hỏi tiếp anh Thành ơi, thế anh có thể kể lại cho chúng tôi nghe cái kỷ niệm nào đó mà là dấu ấn để anh chị đi đến quyết định đến với nhau? Anh Thành có kể chuyện với tôi rằng trong một cái dịp cũng vào những ngày đông rất lạnh giá như thế này, anh đã chuẩn bị sẵn trước một tuần 4 câu thơ để tỏ tình với chị Xuân. Và vâng, chúng tôi đã nghe thấy các quý vị đang rất tò mò và chúng tôi cũng xin được thổ lộ. Thế thì anh Thành chuẩn bị hết một tuần, và cũng trong một ngày, trong khí tiết hơi lạnh như thế này, anh chị đã ngồi trên một ghế đá trong một công viên, trong một khung cảnh hết sức lãng mạn. Hai người nắm tay nhau, anh Thành biện diện chuẩn bị nói một câu gì đó, chị Xuân hiểu rằng anh cũng đang chuẩn bị tỏ tình với mình đây. Chị Xuân im lặng để nghe. Anh Thành thốt lên rằng: Xuân ơi, anh bảo Xuân này, Xuân ra ngoài ruộng, Xuân cày với anh. Bỗng dưng, anh Thành mới đọc xong hai câu thơ đó thôi, cả khuôn mặt của anh Thành dường như đỏ tím tái, người anh nóng bực lên. Và chị Xuân thì hết rất đỗi ngạc nhiên và sững sờ, tại sao anh Thành lại nói với mình câu như vậy? Bởi lẽ chị Xuân là một giáo viên cấp 2, chị rất hiểu rõ một bài thơ chị đọc thuộc lòng là Châu ơi, ta bảo Châu này, Châu ra ngoài ruộng, Châu kể với ta. Đấy, kính thưa quý vị, như vậy. Nhưng rất nhanh thôi, anh Thành nói tiếp: Xuân ơi, anh bảo Xuân này, anh thưa thầy mẹ Xuân về với anh, sớm ngày cơm ngọt cùng canh, bên nhau hạnh phúc trăm năm an lành. Quý vị biết sau đó thì khung cảnh như thế nào? Mọi vật dường như tĩnh lặng, nhưng có một vật duy nhất không tĩnh lặng, đó là trái tim của chị Thanh Xuân dường như đã rung động rất nhiều. Vâng, và chính từ cảm xúc như vậy, anh Thành và chị Xuân ngày hôm nay họ đã đến với nhau, quyết định cùng nhau đi tới một chân trời mới để xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Vâng, một lần nữa xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi của anh Sĩ Thành và chị Thanh Xuân. Xin chân thành cảm ơn lời nói tốt đẹp của người dẫn chương trình ấy đây đối với hai cháu là Thành và Xuân. Thế còn những công việc thì vẫn phải được tiếp tục các thủ tục như là tốt đẹp của lễ cưới Việt Nam. Thì mời cháu Thành và cháu Xuân vào làm lễ gia tiên. Ông bà Dung Trân rồi gia đình chuẩn bị quà tặng và dặn dò cháu trước bàn thờ tổ tiên. Kính mời cô dâu và chú rể vào trong nhà làm lễ gia tiên.
trái tim đến trái tim, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng em tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cũng đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đợi. Chúc cho hai con có một ngày hôn lễ
phúc, dài lâu, sống trăm tuổi và công việc ổn định. Và xin phép các cụ là hết ạ. Xin chân thành cảm ơn ông đại diện cho con họ nhà gái. Và xin chính mời ông bà Dung Trân có ý kiến phát biểu với lễ thành hôn của các cháu. Kính thưa các cụ, các bà, các vị khách quý, các bạn bè thân thiết của hai cháu, hôm nay chính thức được giờ phút này, vợ chồng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của cụ ông và bà hai con họ, giúp đỡ gia đình chúng tôi, hai con chúng tôi chính thức lúc này là thành vợ chồng. Một lần nữa tôi xin thay mặt gia đình kính chúc các cụ, các ông, các bà, toàn thể các vị khách quý, hai con họ, nhà trai, nhà gái, cùng toàn thể các bạn bè, thân nhân, được hồ hôn, giúp đỡ gia đình chúng tôi. Đến giờ phút này, hai con chúng tôi là cháu Thành và cháu Xuân là anh Thành, vợ chồng chính thức. Một lần nữa, chúc các cụ, các bà, hai họ, toàn thể khách quý, mạnh khỏe, hạnh phúc. Lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Em đưa anh vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu
chuyện tình mình chưa nghe lời hẹn đầu chưa đi vào tối thì lâu đài